đạp con kiến cũng phải thường cái mạng. Mà mình bị bệnh cảm mà mình biết mình sẽ lây, đừng nói chi Covid, mà mình không đeo mặt nạ là mình chẳng những về đây tạo thêm nghiệp á. Cho nên đừng có nói sư phụ, mới nhắc nhở nha. Trước tiên phải đeo mặt nạ nếu mình bị cảm. Mình với cha ở đâu cũng được. Ở đây thì cha cũng nhự ở đây. Chỗ nào mà có con cha tạo ra một cái nơi để mà hội thiên tụ tập thì cha đều ở đó. Cho nên cha cũng đang ở đây. Về sau này thuận duyên á thì mình sẽ xây cái điện cha khổng lồ bự cỡ cái building này vậy đó, ở trên đỉnh núi Thiên Long Sơn. Thì lúc đó thì khỏi phải chạy tới chạy lui. Còn thời gian đầu lúc nào cũng vậy, thời Phật Thích Ca cũng vậy, ngài phải đi khắp nước Ấn Độ luôn, đi để mà đi mà không biết chừng nào tới. Thời Chúa cũng vậy, thời nay cũng vậy, thời Mohammed cũng vậy, phải đi từ thành Mecca cho tới thành gì đó, phải chạy tùm lum. Thì hôm nay chúng ta cũng phải vậy thôi. Cho nên mưa mà mình được cái nơi che nắng che mưa vậy là quý đó rồi. Bớt chào sư phụ nha, tại vì sư phụ mới ra nhập thất mà gật hồi là mỏi cổ á. Họ thiên là đừng có cách sáo, sư phụ không giống như mấy ông thầy đâu. Gặp mấy ông thầy không chào, mấy ông giận, còn gặp sư phụ chào là sư phụ giận. Ngược lại ha. Tại vì sư phụ chỉ là anh các con thôi, chỉ mang sắc phàm thì nó như vậy, chứ còn ở trên trời chúng ta là bạn nhau á. Tối ngày cứ bay đi bắt bướm như coi hay ha, coi hoa đâu không à. Xuống đây chẳng qua là lập đạo triều tinh thôi. Nên bớt chào nghe con. Mặc dù chứ không, đứa nào mà thụ né đó, nghĩa là đứa đó hào quang còn đen đó, gắn tu. Chứ không phải sư phụ có không có cảm tình đâu. Đã là họ thiên ai thì sư phụ coi cũng giống hệt nhau. Chỉ có một cái là cái luật này là luật của thiên đình. Mấy chư vị hộ pháp sư phụ lúc nào cũng là mấy vị A-la-hán. Người ta sợ xuống cái thế gian đó, mình chúng ta đang ở trong chuồng gà hôi hám. Thì mấy vị nói á, bất cứ ai người đời hay là người cõi âm đều thấy sư phụ giống như là bóng đèn bưng bướm chạy tới. Thì những vị hộ pháp xung quanh đây nè, trong vòng 6 bước là bao phủ vòng tròn của sư phụ. Thì mấy vị không có muốn những cái người mà không có biết quy tắc á cứ chạy tới nhào nhào tới, thì đó là bất kính với mấy vị, chứ không phải là do sư phụ khó tánh hay là gì đâu nha. Cái đó là thiệt á. Thì hiện bây giờ nè, trong vòng 6 bước thì những vị A-la-hán và những vị mà bảo hộ cái sắc phàm với sư phụ á, là lúc nào cũng phủ dây phụ trong vòng 6 bước. Cho nên người lạ không có biết thì không có tội, nhưng mà cũng phải thấy phụ né thì đừng có nghĩ là ôi sao ông nội này tôi bỏ vé máy bay, tôi đi lặn lội đường xa xôi tới đây gặp ổng mà mừng với ổng mà vui với ổng, mà tự nhiên cái bao nhiêu năm nay tôi có cảm tình với ổng mà hôm nay ổng hành động gì tôi thấy bất mãn quá, tôi dẹp ông này luôn đi, dẹp cho thiên luôn. Cái đó là do mình tự làm mất duyên á, thì phải coi lại, chứ không phải lỗi sư phụ. Thứ nhất, thứ hai là khi mấy vị hộ pháp cho sau này thuộc về Việt Nam cả mấy chục triệu người bu nữa, chứ không phải vậy không, thì mấy vị cũng cần, trong đó có quỷ, có con quỷ con ma cũng hơn phân nửa trong đó, thì mấy vị cũng cần phải đề phòng về mặt vô vi. Còn về mặt đời á thì mấy vị cũng kêu sư phụ cũng phải tự đề phòng, hiểu không? Trời ơi, có Trần Đại Quang chỉ nên đi vô cái nhà máy lạnh của Trung Cộng thôi mà ông bị cái chén lên đen thui và kẹt. Còn bây giờ sát phàm là cũng vậy thôi, hơn nữa là người phàm ai nhằn nhào tới để cái gì vô người sư phụ, sư phụ đâu có đỡ tay kịp, dầu cho mấy gì có cũng kịp ha. Thì cứ thử đi, thử thì sẽ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.
mấy ông nhì sáng bác không kể. Chỗ có người đó, có mấy ông thầy với Nam cơ ly tối ngày cái đi xỉa sói thiên tâm, nguyên cái gia đình nó cũng xỉa sói thiên tâm, nguyên cái nhà hả bị ăn cướp rồi bị con cái bị tai nạn khủng khiếp. Sư phụ biết được sư phụ rất là đau lòng, phải khấn cho họ để cho họ đừng có bị mất mạng. Nhưng mà khi mà họ đã thân khẩu ý mà thì họ đã buông những lời mà xỉa sói cha mẹ rồi thì rất mà khó mà có cái phước đời này mà được về trời. Sư phụ bảo đảm những đứa họ thiên hôm nay trong lúc sư phụ còn hiện tiền mà đã mang họ thiên, sư phụ sẽ cố gắng mang tất cả con về trời hết một đời này, đó là thiệt. Còn ai mà có phước đeo chiếc vòng của sư phụ thì là chắc ăn luôn thêm một cái insurance nữa. Còn ngoài ra những con của họ cà gù cà gật hay họ chiên hay là họ giàu hay là họ mã tấu hay là họ kiếm cận hay họ sân chức sân sao thì cái đó thì đời này họ không hiểu, nhưng mà đời sau bảo đảm họ sẽ hiểu. Vì khi mang một cái thân phàm khác, họ đâu có cơ hội để mà mạnh khỏe mà quyền lực nữa đâu. Họ sẽ mang bị một người bệnh tật nghèo khó thì lúc đó mới biết cha biết mẹ. Chuyện rất là tức cười, rất là buồn cười ở chỗ này, mấy đệ tử họ thiên phải nên nhớ, bất cứ chùa nào, bất cứ nhà thờ nào, bất cứ lễ hội nào lớn lớn khủng khiếp trên thế giới, cả triệu cả tỷ người tham dự, bất cứ ông giáo hoàng nào mà giỏi lỗi lạc mà làm một buổi lễ gọi là buổi lễ về tâm linh á, tâm linh là cũng là thánh cha mình thôi, thì nhưng họ không bao giờ họ ngờ con cha đang đứng đây thay thế cái tiếng của cha để nói lên sự thật để cho họ hiểu, để họ được kịp thời. Trong chùa cũng vậy, thử con đi một cái khóa hội của ba vàng ba đình ba bính gì không cần biết, bất cứ phật tử nào hay là mấy ông thầy nữa hòa thượng vô là lại ăn lại hai ngày hộ pháp ở trước cửa chùa mình nè, đúng không? Rồi lại mấy ông thần, rồi lại mấy chư thiên, mấy gì chỉ là lính lắc nhỏ xíu của thiên đình của cha thôi, vậy mà lại mấy ngày. Còn cha mà là thượng đế tối cao, vậy mà xỉa sói, vậy bao nhiêu công đức của mấy người đó lại cha, lại mấy vị hộ pháp, lại Phật, có công đức không? Không có. Cho nên đó là tại sao ma quỷ họ rất là xảo quyệt. Gần mấy trăm năm nay họ làm cho tất cả nhân loại quên đi thượng đế, không biết cha là ai, họ nhận giặc làm cha đó, không biết cha mình tối cao mà họ quên lãng, đến ngôi miếu nhỏ vậy mà cũng quên, cũng không có mẹ mình đó. Đó là thiên ma nó làm. Cho nên hôm nay tại sao cha rất là buồn, lập cái thiên tâm để mà tất cả con của cha quay tụ về để nhớ cha. Mình không khấn, mình không nhớ cha mẹ mình, cha mẹ mình làm sao cứu được mình? Cũng giống như các đệ tử có con cái nhỏ nhỏ, nó đi học hay nó làm gì, nó ăn chơi hay nó bồ bịch mà nó không có chịu gọi về, Tết nó cũng không có về thăm mình, thì làm sao mà mình lì xì cho nó, làm sao mà mình biết nó sức khỏe như thế nào để mà mình lo cho nó. Nhưng mà nước mắt không bao giờ chảy ngược, cha mẹ không bao giờ quên chúng ta. Đó là lý do sư phụ phải chịu khổ mang thân phàm để nhắc lại chúng ta có cội nguồn, chúng ta có cái chân linh, là cái thần linh hồn rất là quan trọng, là do cha tạo ra một cái phần thân xác của cha tạo ra cơ thể này, rồi mẹ tạo ra cái chân thần của chúng ta để rồi mang cái thân người để mà đi học. Cái thân người cũng như cầm tập đi học, mặc áo đi học thôi à, áo trắng quần xanh đi học thôi. Cái thân này nè, trăm năm này nè, cơn gió thoảng nè. Còn cái thân hồn sẽ bất tử, linh hồn sẽ bất tử sẽ về với cha. Rồi đứa nào mà học không xong mang cái thân người để mà làm học rớt thì phải thi lại, đúng không? Chứ đâu phải học rớt rồi cha cho về đâu. Nhưng mà một lần mà mang thân người mà không có bệnh tật, mà nghe được tiếng Phật pháp, có thầy, có bạn đạo, có thiện tri thức, đó là đại phước.
Nó lỡ như mình mang thân người làm người Phi Châu rồi sao? Lỡ như mang thân người làm người như tụi ở bên Dĩ Ra Xa rồi sao? Hay là mấy thằng khủng bố nó mang danh cha rồi, nó nói nó giết người rồi, nó được tra thưởng 500 cô tiên. Thì không bao giờ có chuyện đó. Mang thân người mà thân người Việt Nam kìa, là bây giờ nè, mới là cực kỳ là đại phước rồi. Là giống như trúng số là được 5 số rưỡi vậy, còn nửa số nữa là lãnh thưởng rồi. Vậy mà không ghét nữa, thì đợi đến mang thân người nào mới chịu khó. Sư phụ nói chuyện này, nói chuyện để cho mấy con có cái con có buổi lễ, thì mấy con đã làm lễ rồi. Sư phụ theo dõi cái livestream của Trinh, nãy sư phụ cũng ở ngồi thiền ở phía bên văn phòng sư phụ, thì cha mẹ có về, thì sư phụ có lại sám hối ở bên đó và đã lại sám hối 2 tuần lễ bữa nay rồi. Thì sư phụ canh vừa hết bữa lễ vụ tới, thì mấy con cứ tự nhiên ăn uống. Thì sư phụ nói thì sư phụ cứ nói, đứa nào đói thì cứ ăn nha. Rồi xong cái này hết mưa thì về núi. Tại vì về núi với điều kiện là người nào lái xe phải lái cho đàng hoàng, lái thẳng lên luôn, đừng có đậu xe nhiều ở dưới phố trên ở dưới. Còn người nào không có xe thì phải đi người có xe mình chỉ đậu khu công giáo với ở trên đó thôi, đừng có đậu ở dưới nhiều thì mấy tụi gọi là con ma con quỷ á, nó kiếm chuyện vô hụ nữa. Cái nạn của Thiên Long Sơn nó sẽ qua. Mấy vị nói cái gì nó cũng có vấn đề của nó, bề trên đã sắp xếp. Thì hôm nay người Mỹ họ chưa biết, họ làm khó làm khổ, làm đủ thứ với sư phụ, thì sau này họ sẽ hối hận nhiều, thì cái đạo nó sẽ càng lớn mạnh nhiều trong tương lai. Đó chỉ là vậy thôi, đó là bề trên giải thích. Trong đời sư phụ chỉ có một cái chìa khóa để mở, và sẽ mở tất cả. Từ hội thiên cũng vậy, các con đi theo sư phụ cũng là người ngồi chung thuyền, sư phụ là người thuyền trưởng. Thì trước thuyền chúng ta bị lắc lư thì các con cũng bị xây sẩm mặt mày, thì người thuyền trưởng là trách nhiệm nhiều nhất, đó là sư phụ là khổ tâm nhiều nhất. Chúng ta chung nhau hết cái chìa khóa, một chìa khóa nó mở ra thì tất cả những cái khác nó mở hết. Lâu nay thì mấy vị nói 5 năm nay chỉ là dòng ngoài thôi, bây giờ vô dòng trong. Đó là một vị nói, một lời của vị khác nói. Lâu nay chỉ nói bưng quơ thôi, bây giờ là thiệt. Cho nên sau cái Tết này sư phụ sẽ về mặt giấy tờ mình cũng phải làm, thì sẽ có một cái đảng tên là đảng Thiên Việt, cũng giống như đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa vậy đó, cũng giống như đảng Cộng sản quốc tế vậy đó. Thì lúc đó tất cả những hiện tại sẽ vô cái đảng Thiên Việt. Còn cái đảng Thiên Tâm này thì ai lo tu lo tu, nhưng mà muốn vô đảng Thiên Việt của Thượng Đế thì cũng sẽ vô. Thì những người có chánh nghĩa, những người nó cũng như một cái nhà Thiên Tâm, bên cửa trái bên tây thì là Thiên Tâm, thì chúng ta là Thiên Tâm, bên cửa đông là Thiên Việt. Thiên Việt là những người con Việt Nam do Thượng Đế đưa ra hải ngoại 6 triệu người, những người có tinh thần trắc trở ngày đêm với dân tộc, để mà khi một cơn gió thoảng thổi thì những cái cửa đông này chưa có biết cửa tây thì cũng không sao, miễn vô trong nhà họ Thiên là được. Tại vì không phải một đời người một cái đầu mà có thể làm được. Mấy con làm một nghề thôi chứ mấy con làm nhiều nghề quá, nhất nghệ tinh, nhất tinh vinh. Thì những nhà chính trị gia, những nhà lỗi lạc có lòng yêu nước, họ không có hiểu về tâm linh, nhưng họ có lòng yêu nước, họ chết họ vẫn thành thần. Các con chết sẽ thành tiên, các con không có cần liên quan đến chuyện đời. Nhưng mà những cái người đi vào cửa đông á, họ chết họ thành thần, sinh di tướng tử di thần. Nhưng mà kêu một ông tướng mà kêu mà ngồi gõ mỏ như kiểu ông Trinh rất là khó, đúng không? Chỉ có mình sư phụ làm được thôi. Muốn gõ mỏ sư phụ thuộc lòng kinh Lăng Nghiêm mà,
là sư phụ gõ mõ, còn muốn sư phụ làm cái gì thì phụ làm cái đó, tại phụ là con cha, cho nên phụ đa tạng, phụ làm đủ tất cả. Phụ học ca mấy tháng phụ ca được, sư phụ đánh đàn tôi muốn đánh, phụ chỉ cần học 3 tháng phụ làm được. Thì cho nên họ thiên chúng ta sẽ có hai cửa, thì sau này đâu sẽ ra đó, đó là lệnh. Sư phụ làm theo mỗi thời gian, mỗi giai đoạn, mỗi tuần, mỗi tháng đều có sự biến chuyển, để cuối cùng rồi sẽ lập hội Long Hoa. Hội Long Hoa sẽ có cửa Đông và cửa Tây. Tây là về Tây Phương, Đông là thần, là những người mà trước 75 hay là đảng hay là gì hết. Trong đó nó có cái cương lĩnh. Cương lĩnh sẽ nói lên Thiên Việt sẽ làm gì, Thiên Việt sẽ làm gì cho đất nước, Thiên Việt sẽ đi về đâu. Và khi trong thời gian đang trong lúc mà ngưỡng cửa này, Thiên Việt có trách nhiệm gì, những người tài đứng ra. Hôm qua sư phụ sáng nói với đức thầy, thì thầy trò cuối năm thì sư phụ cũng chúc mừng giống như mấy con chúc mừng cha mẹ, giống như hôm nay đến chúc với cha vậy. Thì đức thầy mặc bộ đồ trắng, cũng giống như kiểu sư phụ ngày qua mặc nguyên một bộ đồ màu nâu, thường thường ngày xưa đức thầy mặc đồ đen. Nếu thầy hiện về trước mặt sư phụ, thì thầy trò kể lễ, thì trước tiên sư phụ sáng nói, tại vì lúc lộ cơ quá rồi, cái mang danh đức thầy nhiều quá, không phải là mang danh, đó là thiệt. Cái thiên tâm chúng ta là do đức thầy nói ra và dạy cho sư phụ nha, đó là nên nhớ. Còn cái chuyện mà đạo Vũ Sơn Kiều Hương hay đạo Hòa Hảo nó có liên hệ gì hay không á, thì sư phụ cũng không có dám nói trong lúc này, để khi thầy trò, sư phụ chỉ nhắc lại, sư phụ có hứa với Hòa Hảo sẽ về với họ. Sư phụ có hứa với con là ta sẽ gặp con trên đất mẹ nữa. Mấy năm trước sư phụ thường nói mấy clip, thì gặp thì sẽ gặp, nhưng mà bây lúc này á, con phải giữ gìn sức khỏe và dạy cho mấy đệ tử của mấy con á, là các con á, là phải tinh tấn và giữ vững lòng tin. Ngay trong lúc này ma quỷ nó sắp hồi, gọi là giống như hồi quan phản chiếu vậy đó, thì nó sẽ quậy dữ lắm. Và là nó như đá, nếu mà chúng ta đụng với họ, chúng ta cũng chỉ là đau tay thôi. Cho nên tốt nhất chỉ cười nhiễm thôi. Nếu là họ thiên phải vững lòng tin và cười nhiễm, không có nên chọi với những cái người vô nghị, vì họ đã là chai đá rồi, họ không có còn là, người, là mang tính người nữa. Lúc này giữa chánh và tà đang chiến đấu kịch liệt. Nó cũng giống như 29 tháng 4 xưa vậy đó. Đến nào gà kêu mở cái rồn đó cho nó thoáng khí để đóng chị bịt bùng biết. Có cái nút màu xanh nó bấm, ở sao có thằng danh nó kêu nó ra mở cái cửa đó giùm xuống. Hôm nay là với cha thì sư phụ nói về với cha thôi, không có nói với cha. Có nghĩa là trong một năm qua chúng ta ít nhiều, kể cả những người mỗi ngày đọc kinh cũng vậy, chúng ta đều có phạm lỗi đúng không? Đâu phải lúc nào chúng ta cũng tu, tu là sửa mà. Sư phụ bản thân sư phụ á, ngày nào cũng phải coi cái gương, sư phụ đều làm chuyện sai quá trời sai luôn, sư phụ phải sám hối hàng năm. Thì đạo thiên chúng ta chỉ có ngày với cha ngày 9 Tết này, mùng 9 Tết, thì cha mới là người duy nhất trong vũ trụ này xóa lỗi cho chúng ta. Phật cũng vậy, Phật chỉ dạy những đứa con quay trở về với Phật, Phật không có thể mà dạy những người mà quay lưng với Phật. Cha cũng vậy, cha sẽ xóa tội cho những đứa con của cha hôm nay biết quay về với cha, và cha sẽ xóa tội trong một năm. Một năm thôi nha, tại năm sau chúng ta làm tiếp, tại vì mang thân người mà. Ngày nào chúng ta cũng đâu có biết ngày mai chúng ta làm chuyện gì. Tại sư phụ cũng vậy, trong một năm sư phụ cũng có đúng có sai có đúng. Cơ trời cha cho, đức thầy cho, tất cả chư vị cho sư phụ ra lộ cơ để mà độ đời. Không lộ cơ
cả trên thế giới hôm nay mấy con đâu có ngồi đây đúng không? Không lộ cơ mấy chục triệu người, cả đảng viên, cả nước Việt cũng không biết tương lai đi về đâu nữa đúng không? Thì lộ thì có lộ đúng, lộ sai 80-90%. Nhưng mà chú Hộ làm cái gì đó, nó chủng trong một cái bracket, trong một cái giới hạn. Cái quan trọng nhất, bất di bất dịch, không thể mà đổi và cũng không thể giả được. Đó là hôm nay chúng ta sống vào trong cái giai đoạn bỉ cực, là gọi là tận thế. Và một cái quan trọng thứ hai, đó là tiếng nói của Ngô Tấn Kiệt official, đó là tiếng nói của Chuyển Luân Thánh Vương, của con của Thượng Đế, đó là thật. Thân thể sư phụ phân nửa là người phàm, phân nửa không phải người phàm cũng là sự thật. Còn những cái chuyện mà diễn biến ở ngoài đời á, còn khi sư phụ nói năm thứ mà ác trên thế giới này á, nó sẽ đi chìm như thầy thế nịch, đó là sự thật. Và chúng ta sẽ có một cái đời thượng quân thánh đức, đó là sự thật. Đức thầy sẽ xuất hiện để mà gặp chúng ta, để mà dạy dỗ nước Việt, đó là sự thật. Sư phụ sẽ về Việt Nam, đó là mục đích cuối cùng của trong một cái xác phàm này, cũng là sự thật. Còn đứng đây cũng là sự thật. Sư phụ 2 tuần nhập thất lại cho thế giới đừng có bơm nguyên tử cũng là sự thật. Tuy ngày xưa đã sinh rồi, nhưng mà hôm nay nhập thất 2 tuần để lại, để nhắc lại hội đồng chư Phật, làm cho làm sao cho cái quả địa cầu này đừng có tan nát. Hồi bữa nay thằng Nga còn đem bom hạt nhân lên trên không gian, để mà khi mà trái đất nó quay tròn tròn á, ở trên nó muốn bắn xuống đầu là nó thả xuống đó. Còn tưởng tượng nó có đầu óc khùng không? Nó cũng giống như mấy người khùng như ôm bom tự sát vậy đó, giống như cái Twin Tower vậy đó, September 11 vậy. Ở cái quả địa cầu này chỉ là một cái nơi thao trường cho tất cả nhân loại, tất cả 96 vạn ức linh căn con của Thượng Đế xuống đây để học, để mà tu, để mà đi về. Chứ không phải xuống đây để đánh lộn rồi để giết nhau. Người giàu quá, người nghèo quá, bất công quá, xã hội không có cái sự gọi là công ty trật tự nữa, cũng chẳng biết cha, cũng chẳng biết thần linh là ai hết. Thời nay là vậy, không ai biết thần linh là ai hết. Thì mới có những cái hiện tượng lạ. Năm thứ lạ của cái khổ: đói, bệnh tật, chiến tranh, bệnh tật, rồi chính trị, xã hội. Thì lúc đó mới có Thiên Tướng Kiệt, mới là lạ nhất trong 8 tỷ người lạ. Để nói ra tiếng lạ, nếu không có lạ thì làm sao để chọi lại được những cái lạ kia. Cái đạo Thiên Tâm ra đời là sao cho cái hậu của cái khổ. Sau khi hết khổ, chúng ta đến thời bỉ cực Thái Lai. Bỉ cực Thái Lai mà không có cái đạo để mà thống nhất tất cả các đạo, thì 10 ông Trump không có dẹp loạn thiên ma dạng binh đi nữa. Rồi người cũng có một Biden khùng khác thứ hai lên nè, đúng không? Biden Hunter lên mà làm tổng thống, chúng ta còn chết lớn nữa đó. Cho nên cái đạo mới là cái đi vĩnh cửu nhiều nghìn năm, đó là Thiên Tâm. Thiên Tâm sẽ là thống nhất cho đại đạo trong tất cả các đạo trong tương lai. Nếu quả địa cầu này không có cái đạo Thiên Tâm thì bao nhiêu sau khi cái thế giới này nó sẽ không còn có quả địa cầu nữa. Con người chúng ta sống giống như là người thượng cổ, cứ giết nhau, hơn thua với nhau từ chút, rồi cứ chế những cái loại mà vũ khí ác nghiệt để mà tàn sát lẫn nhau, nó không có đúng. Thì lúc đó làm sao con người tu được? Hôm nay cái quả địa cầu còn nghe được một chút xíu tiếng nói từ thiên đình gọi là tâm linh, thì hôm nay mới có một số người ngồi đây. Chứ còn nếu mà cái đạo Thiên Tâm mà ra đời trễ 5 và 10 năm thì cứ coi như là không có hiệu nghiệm, không ai còn nghe nữa. Bây giờ các con có bao nhiêu thân nhân, anh em, chú, bác, cô, dì, cậu, bao nhiêu thế hệ trẻ Việt Nam bị Cộng sản nhồi sọ 50 năm, nó có biết gì là tâm linh không? Nó chỉ biết mỗi ngày ra: ô, bữa nay nhậu chỗ nào ngon như mày, chỗ nào vui như mày, tối ngày đi tìm vui với nhậu được không? Đúng không? Nó có hiểu cái gì không? Mà trong khi nó đâu bao giờ nó hiểu. Học sinh là người tổ quốc, lo cho mai sau tổ quốc. Nhưng mà cái tổ quốc của mình bây giờ toàn là sáng thức dậy ra toàn là đòi ăn nhậu với vui chơi không? Mấy con nghĩ
cái nước Việt Nam sẽ đi như thế nào. Hôm nay á, bên Nhật á, có biết bao nhiêu cái bản coi chừng người Việt ăn cắp này, người Việt ăn cắp nọ, thấy nhục không? Chúng ta là dân trí khôn nhất của Đông Nam Á, đó là con rồng cháu tiên mà. Chúng ta đâu phải là người do khỉ để mà đầu thai thành đâu. Mà trong khi nước Việt có biết bao nhiêu nhân tài lỗi lạc, bao nhiêu nhân tài, bao nhiêu ông bầu đều là bị vô song sắt hay là bị đốt củi hết. Sau này bắt đầu bây giờ tôi rất là bận, sẽ có nhiều chuyện rất là lạ sẽ xảy ra. Hồi xưa giờ mấy con coi theo dõi chú phụ cũng đã nhiều lạ rồi, nó sẽ còn nhiều cái lạ nữa. Nó không chỉ có nhiều đây ngừng lạ đâu. Lạ đến lúc nào mà mấy con cảm thấy mà không ưa ở nước Mỹ này, ghét nước Mỹ này, tại nước Mỹ sau này nó nghèo hơn nước mình. Các con có tin vậy không? Tại lời Phật nói không phải là đùa. Bây giờ chú phụ tưởng tượng không biết làm sao nha. Cái Ring of Fire mà nó mà nổ lên một cái, nguyên cái Silicon Valley này, cái này là một phần tư tiền cho nước Mỹ nè, chỗ mình ở nè, rồi San Francisco mà sập hết, mà cộng với Mỹ Đen với Mỹ nó là chiếm dân số đông nhất của nước Mỹ, thì con nghĩ như thế nào? Nó đâu phải như dân tộc chúng ta mà chịu ngày ăn rau ăn cải rồi sống hôm nay. Việt Nam bây giờ là sống vậy đó. Con nghĩ dân ở đây nó sống khổ kiểu đó được không? Bữa nào mà nó thiếu một lon bia thôi là nó xách súng đi vòng vòng ở ngoài đường đó. Con thấy bao nhiêu mỗi lần ở Los Angeles như New York á. Cho nên một cái triều đại khi lên đi xuống, giống như thời Avalon, thời La Mã, thời Thành Cát Tư Hãn, một thời đại huy hoàng rồi cũng sẽ dập tắt bởi Thượng Đế. Nói chung quy lợi cuối cùng chúng ta, nhân sinh chúng ta có tính cỡ nào đi nữa, 10 Putin, 10 Lenin, 10 Các Mác, hay là Thành Cát Tư Hãn, hay là bao nhiêu triều đại nổi danh, Na Bò Nẻ Ông, Alexander, rồi cũng sẽ đi vào quá khứ để thay đổi một cái triều đại. Khi một cái triều đại bị cực mà thay đổi trở thành một cái triều đại gọi là hoàng kim á, thì cha mới cho, thường cha cho con của cha 12 người con suốt để mà chuyển cái bánh xe qua một cái thời đại mới. Chỉ có người trời mới làm được, người phàm khó làm lắm. Tại vì người trời có tất cả các tầng trời gia hộ, 36 tầng trời, mỗi tầng trời có cả triệu triệu chư thiên, triệu triệu vị Bồ Tát, triệu triệu vị Phật, 36 vị đó mới gia hộ. Còn những cái vị tiên thường hay những người thường khó làm được đó. Thì mỗi một lần thay đổi thời đại đó, thường là con của Thượng Đế xuống. Vào thời đại chúng ta mà Đức Phật Thích Ca đã tiên đoán sẽ có một chuyển luân thánh dương xuống để mà giúp nhân loại bước qua một cái thời đại đó. Mà đâu phải một mình, có 5.000 chư thiên hộ pháp xuống luôn, xuống đóng vai đủ kiểu hết. Trong này cũng có ngầu số Việt Nam quá nhiều. Ở cái thời nay là cái thời khó nhất của tất cả các thời đại mà lập đạo. Ngày xưa Chúa Giê-xu ra đạo thời đó không có nhiều đạo, chỉ khuyên ăn người hiền ở lành, không có nhiều người chống chọi về đạo lắm. Chỉ có những cái thế lực La Mã là sợ Chúa, lôi kéo đông người mới giết Chúa ở đóng ba cái đinh. Còn thời nay quá trời đạo và truyền thông, quá trời quỷ dương mà cha mở cổng cho nó lên đây đầu thai cũng quá nhiều. Cho nên thời này là mấy vị nói là khó hơn thời xưa rất là vạn lần. Mà Thiên Tâm hôm nay ra đạo đã rất là nhiều người trên thế giới, dấu hiệu đã khắp toàn cầu. Trong đó có rất là nhiều lãnh đạo của Việt Nam nghe được cái tiếng nói này mỗi ngày luôn á. Clip nằm mới là mấy ổng đào lô xuống nghe trước. Hai thì nghe tiếng nói này thẳng là quá trời máy quay nè, còn hơn là nghe tứ phủ hay là cậu chính cậu chiếc gì ở ngoài Bắc á, lắc lắc lắc, cái nào quan trọng hơn? Tại vì những vị thần của thế gian chỉ biết chuyện thế gian,
Tiên biết chuyện của tiên, không có biết cao hơn nữa. Ở trên công ty trật tự, Bồ Tát nhỏ biết chuyện Bồ Tát nhỏ, A-la-hán biết chuyện của A-la-hán, Phật nhỏ biết chuyện Phật nhỏ, Phật lớn biết chuyện Phật lớn, tầng trời số 1 biết chuyện tầng trời số 1, đâu biết chuyện tầng trời số 2. Còn tiếng nói của giới hồ là từ tầng trời đại là thiên 36. Những vị Bồ Tát, những vị tiên mà nhập vô hay là điểm này điểm nọ, chưa chắc nói, chưa chắc hiểu được. Có những người hiểu không được, họ cũng là đúng đó, cũng mẫu nhập vô nhưng mà mẫu của ngũ hành đi, cũng đâu có biết được chuyện của cha. Trên đời này sư phụ nói, cả đức thầy cũng nói, ta tiên tri sấm cơ sáu uyển, nhưng mà theo lệnh của cha con nói cũng là 80-90%. Giờ chết là chỉ có thượng đế duy nhất là người làm cái gì cả nhân loại đều không biết. Nên nhớ quy tắc như vậy nha. Cái sư phụ cũng không biết. Có nhiều người hỏi, ủa sư phụ nói rồi về Việt Nam lãnh đạo nước Việt làm vua kiểu nào, và bỏ phiếu hay là làm cái gì gì. Mấy vị cười mới nói, cơ trời di diệu, con không cần biết trước, miễn làm sao tao biểu ngày nào con ngồi là con ngồi, con đi con đứng là được. Sư phụ cũng giống như đứa con nít, giống như một con cờ thật sự. Ngoài ra mấy vị còn nói, khi xuống trần sư phụ không có được dùng thần thông để mà làm gì hết, phải dùng cái trí tuệ bình thường cũng như mọi người, gọi là trí bát nhã, mới trị được người. Sau này mới làm một cuốn kinh sống được. Sau này tất cả hậu thế của họ thiên mới coi sư phụ nói gì làm gì thì mới ấy được. Chứ không có dùng thần thông mà bay lơ lửng thì lúc đó nhân loại những đời sau họ sẽ nói, ô tự giọng có thần thông họ làm được, còn tôi có thần thông tôi làm được. Thì lúc đó nó khác. Mấy con nên nhớ những máu bao phim đã lưu niệm hàng triệu năm sau, hàng nghìn năm sau, tôi không có dùng thần thông, có cũng không dùng, thì mới là cuốn kinh sống. Chứ bây giờ Chúa dư sức biết Chúa ngày nào bị đóng ba cái đinh đúng không? Phật dư sức biết ngày nào Phật ăn cái nấm rơm để mà bị chất độc á, bị chết á, sao không biết được. Tất cả chúng ta đều là đóng phim. Một kiếp người nó phù du như một cái áo. Hôm một ngày con có thể thay áo ba lần, giống như mấy đệ tử là bữa Tết. Trời ơi, thay áo dù dù đúng không? Màu đỏ, màu vàng. Thì một đời người cũng như cái áo. Còn trong mắt sư phụ hiện bây giờ luôn, một đời người là cơn gió thoảng. Huống chi chiếc thân của sư phụ không phải chỉ đang mang thân Ngô Tuấn Kiệt này, mà còn mang thân ở những cái hành tinh khác cả chục chiếc thân nữa. Mỗi một chiếc thân nó giống như mỗi một cái copy của một cái lập trình thôi. Có không phải một mình thiên tử mà ngồi ở đây không đâu. Nó cả quả địa cầu này so với sư phụ nó rất là bé nhỏ. Còn lo cho một cái nước Việt cũng càng bé nhỏ nữa. Mấy vị nói, tại sư phụ trên trời là một cái title rất là lớn trong cái vũ trụ. Con của cha mà ở ngoài kia có hàng tỷ, hàng muôn muôn ba tam thiên đại thiên thế giới, những cái thành tinh khác cũng đều cần thù đến để giúp họ. Vì chúng sanh ở cái quả địa cầu này, một đời thành Phật, một đời đi về trời, nó dễ hơn là đi những cái thành tinh mà hình con lằn, thằng lằn thế này thế nọ, khó độ hơn. Cho nên Thượng Đế và Hội đồng Chư Phật và cả sư phụ đều tập trung về cái chỗ này là vậy đó. Vì da của chúng ta rất là mong manh, dễ ngứa, dễ ghẻ, dễ lỡ, dễ bị ung thư nảy nảy nọ. Cơ thể chúng ta rất là vừa dễ vỡ, tại vì nó cấu tạo đều bằng đất không à. Ăn gì cũng từ cái đất ra đúng không? Đất mọc ra. Rồi chúng ta mỗi ngày phải uống cả nửa lít nước đúng không? Đất, nước. Nếu không có nước chúng ta là chết liền đó. Gió chúng ta mà thở mà ngược lên cái là đi liền á, đâu biết. Đất, nước, gió, lửa, người chúng ta nó có cái năng lượng. Những đứa đại tử tới đây phụ thấy không có năng lượng, rồi là tức là không có tu tập. Những đứa đại tử họ thiên, chỉ theo họ thiên nhưng mà không có tu tập, không có công phu, thì phụ né. Né có nghĩa là thương đó, nghe là một cái xích nồ là biết mình về, mình phải tinh tấn, phải tu tập. Đã nhẫn không tu tập, không tinh tấn, không có làm gì cho họ thiên, mà cứ chạy theo xin lucky, xin may mắn, xin thần thông, xin điển, xin thế này nọ. Con nghĩ mà lần nào gặp sư phụ cũng kiểu đó,
Nếu con là sư phụ thì con là thiên tướng kỳ, con sẽ nghĩ như thế nào? Chiều hả? Spoil hả? Thương thì cũng thương nhưng mà không có spoil. Sư phụ lúc nào rất là từ bi, đại từ bi, nhưng mà nghiêm khắc, rất là nghiêm khắc. Sư phụ có lòng từ bi, chỉ có từ bi mới xóa bỏ hận thù, mới lấy ân báo oán, quốc cộng, hải ngoại, quốc nội, tiếng nói dùng mì, ý thức hời, mới hòa hợp một dân tộc. Chỉ có đức độ, dùng đức độ mới trị dân, nhất là dân trình độ rất là thấp kém như nước Việt hiện nay. Thăng tiến, chỉ có bác ái, thương tất cả 100 họ, 100 triệu dân nước Việt như con đẻ của mình. Thật sự là con đẻ, mà con đẻ nhiều nhiều nghìn năm. Con mình làm sai lỗi tại mình. Sư phụ không có tài gì hết, sư phụ rất là dở, sư phụ không có ăn nói lưu lót như Bác Trọng, sư phụ không có đầu óc chính trị giỏi như kiểu Putin, sư phụ không có tham lam mánh mung như kiểu Biden, sư phụ cũng không có cái tánh rất là hung hăng hung dữ như Kim Văn Uẩn. Sư phụ chỉ có từ bi, đức độ và bác ái để sau này lập lại một cái nước Việt hùng cường giàu mạnh, toàn thể dân tộc thương nhau, không còn phân biệt giữa hai lần quốc gia và cộng sản nữa. Còn chuyện hôm nay Tết, mấy đệ tử họ Thiên á, thì mấy gì cũng khen á, là mấy con á, làm được cho cả thế giới có nụ cười là vui rồi. Trời ơi, là lưu truyền nhiều nghìn năm, áo vàng, áo đỏ, áo xanh, đúng không? Rồi có một cái tổ chức đàng hoàng, có một tuy là chúng ta không có phải là professional như người ta đi tập vợt ở những cái buổi concert lễ rồi, nhưng mà ít nhiều cũng có formal, một cái tiếng nói, một cái gì đó của thiên tâm hải ngoại. Vì ở trong quốc nội có biết bao nhiêu họ Thiên, biết bao nhiêu đệ tử cũng đang lúc ấp, chúng ta cũng đang ngày theo dõi chúng ta để mà có cái sự gắn bó. Mẹ nói ở xa hay ở gần, chỉ quay về hướng đông bắc, tự thành tâm, tự sám hối, tự xin họ Thiên. Tôi là Nguyễn Phú Trọng, hôm nay con cải tà quy chánh, sẽ ngừng đốt cò, đốt lò, đốt củi, con xin lấy họ Thiên là Thiên Phú Trọng, cũng là anh em chúng ta, cũng được về trời. Thì tất cả họ Thiên trên thế giới đều là đệ tử của sư phụ. Có nhiều người nói ôn Kiệt, sao anh hổn quá, anh nói nãy nọ. Việc này so với tuổi trái đất không ai già mà. Mấy trăm nghìn năm trái đất, tuy trên trời phụ rất là nhỏ tuổi, trong 12 người con trai của cha, nhưng mà so với trái đất này, có nhiều người giống như con thỏ, con chim, con này con kia, hay có những đứa từ cành hoa đầu thai làm người thú hồ chi là toàn là thú không à, với ma quỷ không à, toàn là ở trong cái lục đạo này không à. So với sư phụ là người cõi trời, mấy con đâu có bao giờ bằng tuổi sư phụ, không bao giờ bằng, nhưng mà sư phụ không bao giờ ngã mạng. Hôm nay sư phụ đầu thai chỉ là mang xác phàm để nói là được tiếng người thôi, cái xác phàm này đâu có nhầm nhò gì. Còn bữa nay mấy vị trên cho cái bài mà để khấn cho sư phụ tôi hỏi thôi, sư phụ không muốn là tự động tâm. Sư phụ xuống đây á, Bồ Tát dân nhân, không có tạo nhân, cũng không có muốn ấy nữa, miễn sao cái trái đất này hết bất công thì phụ mới về với cha mẹ luôn. Thì hôm nay kỳ này là không còn bất công nữa, thì phụ về luôn. Chứ còn mấy con mà cứ khấn làm chi, nhiệm vụ xong hay là không xong thôi. Sư phụ không có tuổi thọ thế gian, mà thường thường á, sư phụ đã tái sanh làm vua nước Việt nhiều đời rồi, 3-4 đời, thì đời nào cũng 80-90 không à. Sư phụ cũng nhắm chừng của khoảng đó,
chứ giờ già như bất trọng mà lèo khèo một năm mới xuất hiện có một lần hai lần nhầm nhò gì dân chúng thì sao mà có chén cơm manh áo, làm cái gì cho nó hữu ích, phải đi đứng cho mạnh, còn nếu không tự động mình đi về cho rồi. Thế gian này có gì đâu, mỗi một ngày chúng ta mà phải maintain cái body này, ăn nó bây giờ đưa ổng con tôm hùm cũng miếng thịt bò steak ngon lành, ổng có ăn nổi không, ăn là bị gao, bị bệnh cholesterol liền á, ngày nào cũng phải chạy bộ mệt lắm con. Cái quan trọng nhất là khi ra đi á, ngày vừa ra đi cả thế giới này khóc á. Còn hôm nay sư phụ còn ngồi đây nói chuyện được thì các con cũng nên trân trọng chút. Tuy sư phụ trình độ chỉ có lớp 4, cha không có cho học nhiều, học thế gian sư phụ không có đủ phước như những gia đình. Sư phụ chỉ học bập bẹ qua đây cũng phải học lại tiếng Việt thôi. Thấy đức thầy về lần đầu tiên thấy sư phụ mặc bộ áo bà ba màu trắng, cái chân dung thì cũng y như vậy, cũng tóc ngắn như vậy, khuôn mặt thì cũng vậy, nhưng mà nếu mà ai làm á học thì đừng có râu, cứ thà có râu nhưng mà ở dạng khoảng 50 tuổi rồi. Sư phụ chỉ để củ khoai cúng đức thầy với ba ly trà. Có bà cầm của khoai ngàn, của khoai của ông Ngân đưa cho phụ nhập đó. Thì thấy ông ăn của khoai, cái ngày nói mỗi lời con nói, chuyện gì con làm, ta đứng kế bên ta biết hết. Tức là giờ đứa tay cũng đang đây nè. Ông nói vậy, ngày nói vậy, ta có hứa gặp con với đất mẹ, nhưng mà con bây giờ phải giữ gìn sức khỏe nè, phải nhẫn nại nè, không có được bồn chồn nè, và đồng thời phải khuyên mấy đệ tử trên thế giới phải tinh tấn, nhất là hòa hảo phải tinh tấn, thầy sẽ trở về. Hiện giờ trong đó cộng sản trà trộn vô hòa hảo phân nửa rồi, những người nào mà xỉa xói hội thiên chúng ta là nó là hòa hảo mới sau này. Tại trong hòa hảo cũng có cộng sản trà vô, trong Bủ Sơn Kiều Hương cũng có, Cao Đài là thôi tan nát hết rồi. Đạo nào cộng sản cũng đưa vô, tức là nó dùng cái chiêu sư tử trùng diệt sư tử nhục á, chứ nó diệt một lượt á thì dân sẽ loạn quá không, cho nên nó diệt 50 năm nay bằng cách nó tạo ra những hòa hảo mà cộng sản đổi kinh đổi này nọ nọ. Còn hôm nay mà ai mà chống đối họ thiên là nó đó, mình phải coi cái hành động và lời nói, chứ mình đừng có theo họ búi búi tóc rồi họ lên họ giảng rào rào là họ là của đức thầy, không đúng nghe, coi kỹ. Cũng giống như mấy ông này thời nay lấy cọng cỏ lấy cọng tóc của Phật á, vậy mà cũng dụ được biết nhiêu triệu người á, thấy không? Con nghĩ cái đó là đại tử Phật hả? Phật chỉ có thăm Thiên Long Sơn chúng ta, thăm sư phụ thôi, không có Phật nào mà đi thăm mấy cái người mà tham tiền mà tham danh đâu. Phật thời nay không có ở chùa nữa con. Ba cái chùa bự tượng to ở trên coi giống như cục đá cục gạch thôi, chả là thá gì hết, cái tâm của chúng ta thôi. Giống như ông vua giờ đấy xây bảy mấy cổng thành, với bà còn thua có bà ăn mài cho cúng dường Phật giọt dầu, cuối cùng vua dọn đế bị chết đói giữa cửa thành, còn bà cúng dường cho Phật được thành Phật. Vậy nghĩ Phật chuộng cái gì, chuộng cái tâm hay chuộng 72 cổng chùa ổng xây? Coi lại đi, cái thầy nói thời nay nhân sinh á, tâm của họ lì chai đá rồi, khó mà cảm hóa họ đó. Lúc nào cũng khuyên sư phụ có nhẫn tâm. Ngày xưa trước khi nhảy dù xuống đây thì con cũng đã có cái nguyện lực là xuống chịu khổ, mà tiền ngày xưa cũng đã bị khổ, hôm nay cũng phải khổ mới độ được chúng sanh. Lúc nào cũng vậy, các con có thấy một nhà họa sĩ vẽ bức tranh,
bức tranh lúc đó đem về trời, còn lúc bà sĩ còn sống, bức tranh đem về trời bán cho không cũng không anh thèm lấy nữa. Cái nhân sinh họ ngộ vậy đó. Cũng giống giờ mấy con á, mà có những người giàu có lòng tham á, cái lòng tham con người nó không có tính theo tỷ đô hay là người trong nhà băng có vài trăm đô nha. Người có vài trăm đô mà tâm rộng rãi, chơi xả láng là chơi xả láng, ngày mai đói là tính ngày mai đó. Còn cái thằng có 2 tỷ đô á, kêu nó đi ăn dĩa cơm mà chỗ nào mà bán hơn chỗ kia 2 đồng á, nó không ghé tiệm đó, nó ghé tiệm rẻ tiền, nó còn có tin không? Cái tánh tham gì họ tính từ chút, cái gì cũng có tính á. Còn đi mua đồ lấy coupon để mà sale á, họ không bao giờ họ nghĩ, họ cứ sống bình thản đi, họ tạo cơ hội cho những cái người ta lo người ta làm ăn cho người ta có chút tiền. Mình không phải là phí tiền nhưng mà mình phải hiểu không? Có những người kẹo là cả đời vẫn kẹo, lúc nào cũng tính, cuối cùng thấy không, lâu lâu có vô ngó mở cái tủ sắt, đa số là những nhà giàu đem cái hộp sòn với vàng rồi ra ngồi cái gãi rồi đó, mỗi tối trước ngủ như vậy thôi à. Làm như vậy cho tới mấy chục năm, rồi tới lúc mà ngày mà lãnh cái bản án tử hình từ ông bác sĩ là lúc đó không bắt đầu cũng phải nhức đầu nữa, phải tính không biết cục này cho đứa nào, đứa này bữa kia nó hổm với má, ôi thằng quỷ này tối ngày nó có nhỏ bồ mà nhỏ bộ không có ưa nại khác, cứ ngồi tính tới tính lui cũng không biết cho đứa nào nữa. Rồi cuối cùng chết cha mình mà để cái này lợi cho con mình rồi thế nào nó cũng ly dị. Lúc đó mới là cái quả đó. Lúc đó là cái quả. Tại vì biết là chắc chắn là con nhỏ đó mà nó lấy được cái hộp này là nó bỏ con chồng nó ngay lập tức, tức là bỏ con mình khổ. Rồi lúc đó còn thông minh mà, đang thông minh mới giàu có không? Ngồi tưởng tượng con tôi mà khổ nó đâu biết làm gì đâu, bây giờ nó sống lại thuộc tôi. Bây giờ mấy mốt nó ra đường nằm ngủ rồi, rồi lúc đó không biết ai cho nó cái sleeping bag nữa, rồi mỗi ngày nó ăn cái gì lo xa lên đến độ lo đến con mà đi thành homeless cũng phải lo nó nữa. Chết cha nó ra đường nó gặp mấy thằng homeless dao búa súng ống rồi nó bị chết bờ chết bụi, rồi ai chôn nó, trời lo tới cái xác ai chôn con mình nữa, đúng không? Cái đầu óc con người nó suy nghĩ như vậy đó. Nên tốt nhất chúng ta sống cứ tự tại. Mỗi ngày á, những bài kinh á, thì lúc mà khấn á, ngày ăn lành, đêm ngày sáu thời đều ăn lành. Mấy con chỉ cần thuộc lòng cái câu sư phụ dạy thôi. Còn ngày ăn lành, đêm ăn lành, đêm ngày sáu thời đều ăn lành. Chúng con, gia đình chúng con đều ăn lành. Thì mình thuộc lòng cái câu đó. Luôn luôn lúc nào mỗi ngày mình nói 3 lần: ngày ăn lành, đêm ngày 6 thời đều ăn lành, mong cho gia đình của con đều ăn lành. Dĩ nhiên mình đọc kinh là mình khấn cho chúng sanh đều ăn lành, đúng không? Ngày ăn lành, đêm ngày 6 thời đều ăn lành, tất cả chúng sanh đều ăn lành. Thì cái đó là lúc mình đọc kinh, nhưng mà mình phải thuộc lòng cái đó để mình tự mình nói trong lòng của mình, chứ không phải mình để người ta chúc để mình có sự an lành. Khi mình tự mình chúc mình an lành là mình đã có an lành rồi. Con có hiểu không? Ngày ăn lành, đêm ngày 6 thời đều ăn lành, gia đình chúng con cái chúng con đều ăn lành. Rồi nếu thương sư phụ nữa, đừng có đọc cái bài kia nó dài lắm, mất của con 1 phút. Tại vì cái bài đó mẹ đã, cái bài kinh của Thiên Tâm đó, mẹ đã chọn đúng 1 tiếng. Đứa nào đọc giỏi sư phụ là dưới 1 tiếng không à. Tại sư phụ rào rào lắm. Nhiều lúc sư phụ lướt chữ, nhưng mà cái mai sư phụ, cái đầu của sư phụ đã có chữ rồi. Lăng Nghiêm mà con mà thuộc lòng á, con không bao giờ đọc bằng sách được á. Con nhìn cái là con dắt liền à. Sư phụ lúc nào cũng dưới 1 tiếng là xong 1 cuốn kinh đó. Mà tự nhiên giờ thêm khúc đó, thêm khúc nữa mà không thuộc lòng nữa, là nó một cái gánh nặng trong cái thời điểm đó, con hiểu không? Cho nên Phật chế làm sao cứ giữ đúng như vậy, cái cuốn kinh sao đọc như vậy. Còn thương sư phụ thì mấy con á, vừa chúc cho gia đình con ngày ăn lành, đêm ăn lành, đêm ngày 6 thời đi ăn lành, gia đình của con của con đi học đều ăn lành. Thì đang đi học ở đâu đó, sư phụ của con Thiên Tướng Kiệt ăn lành. Thì thêm 1 câu đó thôi, sư phụ ở đây cũng nhận được. Tại sư phụ có cái lực mà, không có cần mà đọc đó. Hiểu không? Thì cũng là giống nhau thôi, ăn lành đó. Hiểu chưa?
Đức Hồ có hai mẹ. Mẹ mẫu là mẹ của Đức Hồ, nhưng mà mẹ là sanh ra tất cả các con luôn, sanh 96 dạng nước linh căn luôn. Rồi đứa từ là thảo cầm, đứa từ là đá, rồi từ từ thành ra người chúng ta. Thì mẹ cũng lo hết. Còn riêng sư phụ thì mẹ hóa thân ra cho sư phụ, sư phụ thuộc dạng hóa thân. Nhưng mẹ cũng có muôn triệu con ở trên ba tam thiên đại thiên thế giới, chứ đâu phải chỉ có riêng quả đất chúng ta. Thì sư phụ có một cái mẹ khác nữa, gọi là sư phụ thường gọi là mẹ vú, mẹ nhũ. Sư phụ kêu mẹ nhũ, tôi không có thể nói tên này được. Mẹ nhũ thì thường bên cạnh sư phụ, lo sức khỏe cho phụ, lo ăn uống ngày đêm giống như ngàm thất á. Mẹ nhũ là mỗi ngày coi mấy đứa này nấu cái gì cho phụ ăn á, rồi này nọ. Thì cái bài mà bắt để lên á là mẹ nhũ khuyên mọi người là thánh với phụ sóc trường thọ. Tại chú phụ là cây đuốc lớn, chú phụ là tinh thần của mấy con. Thì cũng đúng, cũng giống như những cái Đức Giáo Hoàng hay những gì khác, ai cũng đều có cái lời chúc đó. Nhưng mà sư phụ, tánh sư phụ rất là hiên ngang, rất là cứng. Mình chưa có làm gì được cho đệ tử mình, chưa có làm gì được cho thế giới, cho nước Việt, cho quả đi cầu này, mà mình nhận lộc làm gì. Sư phụ chỉ mong sau khi cái bỉ cực này, năm cái ác của thế giới đi, thì cái thế giới này sẽ trả lời thời vàng kim cho những người có chánh nghĩa, những đứa con của ông trời, những con họ thiên. Thì nó sẽ không còn bất công nữa. Thì lúc đó sư phụ mới tội nguyện, mới được đi về phục lịnh. Còn chúng ta dần bắt đầu từ đây cho tới cuối đời mà chưa có xong á, không biết kiếp sau sư phụ mang thân gì á. Chẳng lẽ không lẽ giờ sư phụ phải mang làm con của Tập Chẩn Bình để mà nói với nước Tàu đừng có hiếp nước Việt hả? Sư phụ không có muốn làm con của Tập Chẩn Bình hay là cháu nội của Tập Chẩn Bình đâu. Nó là quỷ để nó đẻ con ra đi. Mà Tập Chẩn Bình có chết rồi, cháu cố của nó đó, chính sách của nước Tàu lúc nào cũng đi cả nghìn năm cũng sẽ thôn tính nước Việt ở đời này và đời khác. Sau này sư phụ có cơ hội sẽ y như vậy, sư phụ sẽ lập ra một cái đường đi cho nước Việt nghìn năm, sẽ không bao giờ bị nước Tàu thống trị. Mỗi một ngày họ Trần họ Nguyễn trước khi ăn cơm lúc nào cũng hướng về Bắc để mà mặc niệm nửa giây, cầm đũa lên thì lúc nào cũng hướng về Hoàng Sa Trường Sa để mà mình biết là cái đó là mảnh đất của mình. Nếu mà có cơ hội sau này sư phụ sẽ lập một cái nhà tổ tông trăm họ trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa để hàng năm mỗi người ra đó cúng giếng. Nơi nào có thờ miếu, có đình miếu là nơi đó lãnh thổ chúng ta. Nơi nào có bước chân của người Việt là đó là đất của người Việt. Đó là tại sao khi Mông Sơn sư phụ trắc trở, sư phụ thường tuyên bố sẽ có một cái apartment khoảng 5.000 unit, bỏ ra 100-200 triệu để sau này tất cả con họ thiên phương xa, tuổi lớn tuổi về cho phụ nuôi, phụ lo hết ở đó để giữ cái đất thiên, giữ 500 mẫu mà phụ tặng lại cho nhân thế ở cái nơi tạm dung này. Chỗ này phụ chưa bao giờ nghĩ là cái nơi phụ sẽ sống trường sanh ở đây, sống già ở đây, không bao giờ. Tạm dung đây là phụ quốc tịch Mỹ từ năm 1985, qua Mỹ năm 80, 81, 79, và 1-2 năm sau cho phụ vô quốc tịch rồi. Tới bây giờ phụ là công dân Mỹ là nhiêu năm, 30-40 năm rồi, phụ chưa bị cái post gì hết. Một năm phụ phải đóng thuế ngược lại để nuôi cho những người nghèo Mỹ, một năm mấy chục triệu. Lúc xưa phụ qua Mỹ này chỉ lãnh từ lớp 8 cho tới lớp 12, là tới 18 tuổi là nó cắt qua phe. Tính ra chưa tới 20.000 đô, mà mỗi một năm sư phụ đóng thuế lại cho Mỹ gần 20 triệu. Chưa tính là nhân viên của sư phụ 500 người đóng nữa. Con nghĩ Mỹ nó lời không? Nó đem một thằng sư phụ qua đó. Cho nên tất cả những người lớn tuổi, những người Việt, những người qua phe, những người ăn bệnh SSI hay là gì đó, đừng có ngại ngùng
tiền của sư phụ tôi đóng không à, không có phải là tiền của Biden. Mấy con nên nhớ gì phải hãnh diện, một mình sư phụ đóng thôi là nuôi biết bao nhiêu người Việt trên nước Mỹ này. Nó đưa một người là thôi là bây giờ bao nhiêu người trung lưu của Mỹ phải đóng thuế để mà mở cửa biên giới, con thấy có bất công người ta không? Mình không nói chuyện này chính trị trên máy phim phải không, nhưng mà sư phụ chỉ muốn nói chỗ này để những người lớn tuổi cứ yên tâm, tiền của sư phụ tôi đóng hàng tháng mày phải gửi về nhà. Tôi đóng thuế nhiều lắm con, ở Mỹ này người nào ra người đó, không như kiểu Việt Nam đâu. Đại gia tức là ở Mỹ là đại gia à, còn con đi làm lương kiểu nào mà con ở đây đâu phải như kiểu Việt Nam. Cái thằng mới lớn lên nó 20 tuổi mà mua chiếc Lamborghini cái triệu đô, có nghĩ tiền đâu mua à? Ở đây thằng nào mà chạy chiếc đó ra đường á, cảnh sát nó chụp lại liền á, nó điều tra liền á, mày bán trớt à, tức là phiền á. Ở đây con mua nhà cũng vậy, không ai mà cầm tiền mặt mà đi mua nhà 1-2 triệu, chỉ có mấy ở bên Việt Nam chuyển tiền qua đây rửa thì qua may. Mà người có tiền này người ta cũng chẳng mua kiểu đó nữa, người ta để trong băng nó rồi người ta làm chuyện khác, rồi người ta chẳng mắc thuê mình, con hiểu không? Ở đây nó có cái sống của Mỹ, Việt Nam mình không có cái đó. Người Việt Nam á, người nào chỉ cần có 100.000 đô ra bề ngoài cũng y chang như một người có 10-20 triệu, tức là có bao nhiêu người ta đem ra ngoài đường hết. Bây giờ tiền Việt Nam bây giờ thành tiền giấy, bao nhiêu vàng đó người ta chôn dưới gốc cây cũng dụ đi ra đổi cái lá phiếu. Mấy vị nói cho hồi cách đây 3 năm rồi tức cười, ủa tiền Việt Nam nó thành tiền giấy được, vậy mà hôm nay thành tiền giấy thiệt đó thôi. Cái phiếu tiền đâu mà bảo chứng, nhà băng á con rỡ nhiêu tiền á tự nhiên nó cũng bị mất nữa. Một cái xã hội dân không còn tin chính quyền không có thể tin đảng, đảng không thể tin, không còn tin lãnh đạo không có tin cái thể chế của họ nữa. Họ chỉ dây díu nhau ngày nào để mà dơ dét ngày đó để mà họ tẩu thôi, giọt cho lẹ thôi, chứ họ không còn lo cho dân trong lúc này nữa. Nên nhớ đó là sư phụ nói là thiệt, hồn ai nấy dữ, họ nghĩ là đủ cách để mà lấy tiền của dân để họ giọt. Ở cái thời bị cực như vậy đó, con người nó khổ như vậy, khổ càng khổ thêm. Hồi nói chuyện tới đâu thì nó vung lung tới đó, nói không có chủ đề. Mấy thư tử nghe được thì nghe được, thư tử muốn trở về đề tài nào thì giơ tay lên hỏi sư phụ đi, sư sẽ trả lời. Và bữa nay thì mấy con cứ việc ăn uống, sư phụ ngồi nói chuyện thì cứ nói, còn ai muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Thầy chờ lâu ngày gặp nhau. Hả? Dí trước con dí 2 ngày. Tại có đứa nó làm lỗi quá nhiều á, nó lại cha 2 ngày. Nhưng mà thật sự thì đúng ngày thì ngày mai cha sẽ hiện về, sẽ xóa tội. Cũng giống lần trước mình ở hội trường á, cha đứng sờ sờ đó, mấy đứa lên đốt nhang đâu có hiểu gì đâu. Rồi đến lúc cha đứng lâu quá, cha đứng đó mấy tiếng, xong cái cha kêu sư phụ ra mà trong hè cái cha mới dạy dỗ mấy câu mà cha mới thăng. Mà lúc đó sư phụ thấy thiên binh thiên tướng nó đứng từ núi Thiên Long Sơn dài qua tuốt trên núi mà của mấy thằng nhảy dù bay luôn. Để mỗi lần cha đi xuống thế gian này á, đông người đi theo hộ giá lắm á. Thưa con là Thi Phụng Hà đến từ Oklahoma, con xin kính chào sư phụ. Chào con, sư phụ nhớ con ạ. Dạ thưa, hôm nay là ngày viếng mộ mẹ, con xin hỏi có phải là mẹ khen sư phụ là từ khi mà Đạo Thiên Tâm ra đời thì mọi người mới biết và nhớ đến kinh Địa Mẫu nhiều hơn, chứ kinh Địa Mẫu
không có phổ biến giống như những kinh Phật. Thì xin sư phụ nói giùm là mẹ khen sư phụ về cái kinh Địa Mẫu ra đời cho người ta nhớ lại. Yes. Vào khoảng thời Quang Tự là vua nhà Thanh, khoảng 1000 mấy á, thì lúc đó ở miếu cổ Hiển Linh, mẹ về mẹ giáng cơ ra cái bài đó. Cho nên người Tàu họ biết Thượng Đế. Đúng ra người Tàu họ tin tâm linh nhiều hơn mình, cho nên lúc nào họ cũng khôn mình. Cũng giống như giờ sư phụ biết được cốt của mấy con là cái gì. Đứa nào con chim thì nó thích bay nhảy, đứa nào tướng quân thì cái tánh nó hùng dũng, nó chỉ mang thân phàm thôi. Người Tàu họ có cái đó, cho nên họ coi những nhà lãnh đạo, người này cốt con chuột, người này cốt con kia, người kia cốt ông thần, thì họ mới đi. Muốn ông lãnh đạo nào lên mà chân mạng cao đó, họ rất là sợ. Có người hơn người là chân mệnh nghe không. Thì người Tàu họ coi những chân mệnh của nguyên thủ quốc gia. Sư phụ ngồi đây chứ sư phụ biết chân mệnh của nguyên thủ quốc gia toàn thế giới. Thằng nào là cốt con chuột, tao bảo đảm là cái nước này cũng sẽ tan hoang đó. Còn thằng nào mà làm trưởng bộ quốc phòng mà có con thỏ hay là có con mèo đi, bảo đảm cái mày dinh Hoàng Sa Trường Sa cho giặc.